Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, nhiều công trình nghiên cứu cấy tế bào con người vào phôi thai động vật để tạo cơ quan nội tạng phục vụ cấy ghép, phục vụ giải quyết tình trạng thiếu cơ quan cấy ghép cho bệnh nhân trên thế giới. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu thử nghiệm này bị chỉ trích về mặt đạo đức. Đến nay, mục tiêu này còn rất xa vời vì tỷ lệ tế bào mang gen biến đổi rất thấp trong khi tỷ lệ tử vong rất cao. Trong một thí nghiệm gây tranh cãi về đạo đức sinh học, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã tạo ra thận nhân tạo, chứa tế bào người trong phôi lợn. Đây là một hình ảnh lịch sử. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã lần đầu tiên tạo ra thành công bản sao nội tạng người ở một loài động vật khác. Thí nghiệm được thực hiện với thận nhân bản trong phôi lợn, thể hiện một bước tiến tới giấc mơ sử dụng các động vật có vú khác làm nguồn nội tạng để cấy ghép. Tuy nhiên, những cơ quan nội tạng lai like này vẫn đặt ra những vấn đề nan giải về mặt đạo đức. Các nhà nghiên cứu tại Viện Y sinh và Y tế Quảng Châu đã lập trình lại các tế bào người trưởng thành để phục hồi khả năng hình thành bất kỳ cơ quan hoặc mô nào của cơ thể. Nhóm nghiên cứu đã đưa những tế bào đa năng này của con người vào phôi lợn vốn đã được biến đổi gen trước để chúng không phát triển thành thận lợn. Các tế bào của con người đã lấp đầy khoảng trống đó và tạo ra một quả thận thô sơ, một giai đoạn trung gian của hệ thống thận được gọi là mesonephros nhóm nghiên cứu đã đưa tổng cộng 1820 phôi thai vào 13 con lợn nái, sau đó đình chỉ thai ở ngày thứ 25 và 28, tức khoảng 1 phần tư thời gian mang thai bình thường của loài lợn, để tiến hành đánh giá. Kết quả cho thấy, năm phôi được chọn có thận hoạt động bình thường trong giai đoạn phát triển, bắt đầu xuất hiện niệu quản để kết nối với bàng quang. Những quả thận này chứa từ 50-60% đến 60 tế bào người. Công trình nghiên cứu trên do nhà khoa học Trung Quốc Liang Sulai lãnh đạo nhưng ý tưởng đã được khởi xướng bởi nhóm của nhà nghiên cứu Tây Ban Nha Juan Carlos Ipisua. Năm 2017, ông Ipisua công bố việc tạo ra phôi người lợn với tỷ lệ tế bào người trên tế bào lợn là 1 trên 100.000. Những thí nghiệm tiên phong đó được tiến hành tại Đại học Murcia, Tây Ban Nha và tại hai trang trại Murician, bất chấp cuộc tranh luận gay gắt của một ủy ban gồm các chuyên gia tại Viện Y tế Carlos III. Cuối cùng, Ủy ban đã cho phép tiến hành các thử nghiệm bất chấp những rủi ro sinh học vốn có trong quá trình tạo ra loài lai giữa lợn và người, nhưng với điều kiện là không động vật nào có tế bào người có thể sinh sản. Ông Episua hoan nghênh công trình nghiên cứu mới mà ông không tham gia. Nhà nghiên cứu, đồng thời là giám đốc Viện Khoa học San Diego tại phòng thí nghiệm Antos của Mỹ cho biết họ tiến một bước xa hơn và cho thấy các tế bào có thể được tổ chức trong không gian và tạo ra các cấu trúc mô có tổ chức ông Ipisua nhận xét vẫn chưa thể phát triển các cơ quan nhân tính trưởng thành ở lợn, nhưng nghiên cứu này đưa chúng ta tiến một bước gần hơn, đó là một bước tiến lớn. Theo dữ liệu chính thức, trên toàn thế giới, khoảng 150.000 nội tạng được cấy ghép mỗi năm, nhưng chỉ riêng ở Mỹ có 100.000 người trong danh sách chờ ghép tạng và 17 người trong số họ chết mỗi ngày. Liang Sulai và nhóm của nhà nghiên cứu Tây Ban Nha Miguel Enzo Esteban hiện đang nỗ lực hướng tới mục tiêu có được những quả thận trưởng thành dù họ còn phải vượt qua các rào cản kỹ thuật và đạo đức. Một trong những danh giới đó là ngăn chặn tế bào người thoát khỏi thận và tích hợp vào não lợn hoặc tuyến sinh dục của nó, tinh hoàn hoặc buông trứng. Ông Esteban cho biết câu hỏi đặt ra là liệu việc để lợn được sinh ra với những quả thận nhân bản trưởng thành có hợp đạo đức hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào mức độ đóng góp của tế bào người vào các mô khác của lợn. Nghiên cứu của ông được công bố trên tạp chí Cell Stem Cell cho thấy rất ít tế bào người được phân tán khắp não và tùy sống của phôi lợn. Bác sĩ người Tây Ban Nha này cho biết, để loại bỏ bất kỳ loại vấn đề đạo đức nào, chúng tôi đang sửa đổi thêm các tế bào của con người để chúng không thể xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương của lợn bằng bất kỳ cách nào. Vào năm 2020, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Minnesota đã tạo thành công nội mô người, lớp bên trong của mạch máu trong phôi lợn. Một năm sau đó, cũng chính nhóm đó do Marie Gary và Daniel Gary dẫn đầu đã tạo ra phôi lợn 27 ngày tuổi với cơ bắp nhân bản. Với thử nghiệm mới ở Trung Quốc, bác sĩ thận học Rafael Matisan, người sáng lập và cựu giám đốc của Tổ chức Cấy Ghép Quốc gia ở Tây Ban Nha lưu ý rằng đây là lần đầu tiên một cơ quan nội tạng của con người được tạo ra bên trong một động vật khác. Bác sĩ chuyên khoa thận cho biết về mặt khái niệm, đây là một bước rất quan trọng và có ý nghĩa, nhưng nó không phải là khúc dạo đầu cho việc sản xuất thận. Matisan là một trong những thành viên của Ủy ban ủy quyền cho các thí nghiệm của Ipsua ở Murcia. Theo ý kiến của ông, người ta nghi ngờ rằng một thử nghiệm như đang được tiến hành ở Quảng Châu sẽ được chấp thuận ở châu Âu vì có khả năng một số tế bào người có thể xâm chiếm não phôi lợn, điều này đã thực sự xảy ra. Ông cảnh báo nguy cơ chính là các tế bào sẽ đi đến hệ thống thần kinh trung ương và tạo ra thể con người lợn, hoặc để chúng đi đến hệ thống sinh sản. Nhà sáng lập tổ chức cấp giấy phép quốc gia tin rằng một con đường hứa hẹn hơn nhiều là tạo ra lợn biến đổi gen để nội tạng lợn không gây đào thải ở người sau khi ghép tạng. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, một nhóm bác sĩ phẫu thuật tại Đại học New York đã ghép thành công thận lợn cho một phụ nữ chết não. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, sau ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland, công dân người Mỹ David Bennett đã trở thành người đầu tiên có quả tim lợn đang đập trong lồng ngực. Bennett chết 2 tháng sau đó vì suy tim nhưng không có dấu hiệu đào thải nội tạng rõ ràng mặc dù tim bị nhiễm virus lợn. Nhà hóa học người Tây Ban Nha, Macuell, là một trong những người sáng lập Iginesis, một trong những công ty của Mỹ về biến đổi DNA của lợn để tạo ra nội tạng lợn phục vụ cấy ghép cho người. Ông Guel cũng hoan nghênh những kết quả mới này, nó có thể giúp hiểu rõ hơn đâu là giới hạn hiện tại của thuyết chimerism giữa các loài. Bác sĩ chuyên khoa thận Joseph Maria Campisto Tổng Giám đốc Bệnh viện Clinic de Barcelona, thì nhấn mạnh tất cả những triển vọng được mở ra bởi phôi lợn người. Ông nói, chúng có thể là nguồn nội tạng vô tận và mang lại khả năng tạo ra các bộ phận cơ thể người cụ thể, được cá nhân hóa cho một số bệnh nhân. Trước đó, các nhà khoa học thuộc Đại học California, Mỹ đang cố gắng thử nghiệm nuôi cấy bộ phận cơ thể người bên trong cơ thể lợn bằng phương pháp tiêm tế bào gốc người vào phôi thai lợn để tạo ra phôi thai người lợn Giống như sinh vật thần thoại gọi là chimera. Trong thần thoại Hy Lạp, chimera là quái vật đuôi rắn, thân dê và đầu sư tử thở ra lửa. Nhóm nhà khoa học Mỹ tin rằng các chimera người lợn của họ sinh hoạt giống như những con lợn bình thường khác, chỉ ngoại trừ một điều là một bộ phận sẽ bao gồm các tế bào người. Scott Farenkrup, giám đốc điều hành Recombinetics, công ty hợp tác nghiên cứu chimera với Đại học California giải thích, có lẽ từ chimera kể từ nay sẽ mang ý nghĩa mới và đó cũng sẽ là sinh vật có nhiều cảm xúc hơn. Chimera sẽ được coi là vị cứu tinh giúp cung cấp các cơ quan thay thế cho bệnh nhân chúng ta. Những phôi người lợn được phát triển trong cơ thể lợn cái trong 28 ngày trước khi thai kỳ kết thúc và mô sẽ được lấy ra để tiến hành phân tích. Thử nghiệm tạo ra những phôi thai Chimera trải qua hai giai đoạn. Thứ nhất, kỹ thuật chỉnh sửa bộ gen gọi là CRFPR được sử dụng để lấy ADN từ phôi thai lợn để phát triển tuyến tụy. Thứ hai, các tế bào gốc gọi là IPS, tế bào được cảm ứng thành tế bào gốc đa năng có khả năng biệt hóa tương tự như tế bào gốc phôi được tiêm vào phôi thai. Tế bào IPS được lấy từ các tế bào người lớn và được xử lý để trở thành những tế bào gốc có thể phát triển thành bất cứ mô nào trong cơ thể. Pablo Brod, nhà sinh học tái sinh lãnh đạo cuộc nghiên cứu, hy vọng tuyến tụy nhân tạo từ phôi thai người lợn sẽ tương thích với cơ thể bệnh nhân cần được cấy ghép. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chimera này đang trong vòng tranh cãi về mặt đạo đức. Năm 2015, viện y tế quốc gia Mỹ (NIH), cơ quan nghiên cứu y khoa hàng đầu nước này, đã tuyên bố ngưng tài trợ cho những thí nghiệm thuộc loại chimera này. Mối lo ngại chính là các tế bào người có thể di trú đến não bộ của con lợn đang được thí nghiệm và khiến nó theo một cách nào đó trở nên con người hơn. Tuy nhiên, lần đầu tiên y văn thế giới ghi nhận trường hợp ghép thành công thận từ lợn được biến đổi gen sang cơ thể người bị chết não. Bệnh nhân là ông Jim Parsons, 57 tuổi, ở Huntsville, bang Alabama, bị chết não sau tai nạn mô tô ngày 26 tháng 9 năm 2021. Trước đó, ông đăng ký hiến tạng và ekip tại Đại học Alabama thực hiện ca phẫu thuật thử nghiệm ghép thận lợn cho nam bệnh nhân này vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Đầu tiên, kiếp mổ bỏ hai quả thận của ông Parson ra và ghép ngược trở lại hai quả thận của một con lợn đã được biến đổi gen. Ekip phẫu thuật lo lắng về việc liệu các mạch máu thận lợn mỏng manh có thể chịu được lực đập của huyết áp người hay không, nhưng họ đã làm được. 23 phút trôi qua, hai quả thận được ghép tạng bắt đầu hoạt động. Chúng được ghép lọc máu, tạo ra nước tiểu trong 3 ngày và không bị cơ thể người nhận đào thải ngay lập tức. Các bác sĩ không tìm thấy virus lợn nào được truyền sang người nhận và không có tế bào lợn trong máu của bệnh nhân. Xong, chất lượng hoạt động giữa hai bên thận không đồng đều khiến một quả thận hoạt động tốt hơn. Dù vậy, chúng vẫn hoàn thành tốt vai trò bài tiết cho đến khi nghiên cứu kết thúc sau đó 3 ngày. Parson cũng qua đời khi bác sĩ rút các thiết bị hỗ trợ sự sống. Tiến sĩ Jamie Lockheed, giám đốc chương trình cấy ghép thận không tương thích của Đại học Alabama xúc động chia sẻ, khoảnh khắc này đã thay đổi cuộc chơi trong lịch sử y học. Nó đại diện cho sự thay đổi mô hình và đánh dấu cột mốc quan trọng trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng. Vị chuyên gia cũng lý giải không có gì lạ khi thực hiện thử nghiệm trên bệnh nhân chết não bởi nếu hiệu quả, cơ quan được cấy ghép sẽ hoạt động tốt trên cơ thể bệnh nhân khỏe mạnh. Bà Lộc Kỳ cũng chia sẻ môi trường chết não khá rắc rối, khiến việc đánh giá chức năng thận trở nên khó khăn, ví dụ lượng nước tiểu, độ thanh thải creatinine. Do đó, ngay cả khi ghép thận từ người sang người hiến tặng bị chết não, tình trạng không tạo ra nước tiểu trong một tuần hoặc mất vài tuần để đào thải creatinine rất dễ xảy ra. Do đó, kết quả mà nhóm chuyên gia tại Đại học Alabama là điều rất khả quan đại diện nhóm tác giả đặt kỳ vọng sẽ khởi động thử nghiệm lâm sàng trên những bệnh nhân còn sống, tỉnh táo vào cuối năm nay và bắt đầu cấy ghép trong vòng 5 năm tới. Nghiên cứu của nhóm chuyên gia Đại học Alabama một lần nữa chứng minh việc cấy ghép tế bào, mô hoặc cơ quan sống từ loài này sang loài khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nó sẽ giải quyết khủng hoảng thiếu nội tạng trên toàn cầu. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại